Hello anh em, cái video này mình làm ra mình để mình giải thích về cái phần này cho anh em biết này. Ví dụ như có một số anh em mua mà cái flat của nó cái phần này là ngắn quá, nên là cái phần này nó sẽ bị thừa ra nhiều ấy, thì anh em hoàn toàn có thể cắt bỏ nó đi. Anh em có thể đo cái phần flat của anh em nó từ đây đến đây này. Để ví dụ như mình kiếm một cái dây như này, mình cố định. Để mình cố định cái này, nó chỉ là cái để mà giữ cái đèn và cái tản sáng nó liên kết với nhau thôi, chứ nó không có cái gì, nó không có cái chức năng gì là quá là ghê gớm. Nên là anh em hoàn toàn có thể là cắt bỏ nó đi nếu như mà cái flash của anh em nó nhỏ, cái phần này của nó ngắn, nó vừa, ví dụ như của mình đây đấy, ví dụ như thế, ví dụ nó bị thừa ra như thế này đi, anh em hoàn toàn có thể là kiếm một cái dây cố định cái tản sáng và cái đèn của mình, sau đó phần thừa ra mình có thể cắt đi, không vấn đề gì cả. Như này anh em đấy, ví dụ như thế đấy, nó vẫn hoàn toàn có thể là cái dây này nó liên kết với nhau về cái đèn đấy, cái đèn và cái tản sẽ liên kết với nhau bằng cái dây này, nó sẽ giữ cố định lại, nên là cắt đi nó cũng không có vấn đề gì đâu anh em. Cái phần này nó chỉ là để giữ mình là định mình hay thiết kế ra để cho nó giữ cái phần gáy của cái đèn này đấy. Còn khi mà dùng anh em cũng phải có một cái dây như thế này để cho nó là chắc chắn cái tản của mình và cái đèn của mình ấy, khi mình dùng nó không bị sộc chạch, nó không bị tuột ra ấy. Anh em hoàn toàn có thể dùng một cái dây để cố định nó như này, là không, cái phần này nó không hề quan trọng anh em. Nếu mà nó không vừa thì anh em có thể cắt bỏ đi, không sao hết nha anh em. Đấy, cứ vậy thôi anh em ạ. Cái này nó không có cái chức năng gì ghê gớm cả, hoàn toàn có thể cắt nó đi để cho nó vừa với cái đèn của mình. Thế nha anh em.